kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi gửi gắm niềm tin của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chuyên mục hôm nay, sau phần thông tin mới cập nhật, sẽ là phóng sự ghi nhận sự nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tiếp nhận áp dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu vào chẩn đoán điều trị bệnh lý tim mạch. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có 108 ổ dịch đau mắt đỏ lưu hành với trên 7.000 ca mắc, trong đó trên 3.300 ca đang theo dõi. Tuy nhiên, do nhiều người mắc đau mắt đỏ tin dùng thuốc nhỏ mắt Tobrec dẫn đến tình trạng thiếu cục bộ nguồn cung. Trước thực trạng trên, Sở Y tế Lào Cai ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương mua sắm thuốc theo các hình thức phù hợp, kịp thời cung ứng thuốc phục vụ điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, kiên quyết xử lý các cơ sở cố tình găm hàng, tăng giá. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân khi đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị, không tự ý mua thuốc dùng. Ngày 14 tháng 10 tới, tại khoa khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chuyên gia của Bệnh viện E Trung ương sẽ trực tiếp thăm khám, tư vấn điều trị bệnh lý cơ xương khớp. Dịp này, chuyên gia Bệnh viện E Trung ương cũng sẽ thực hiện tiêm huyết tương dầu tiểu cầu tự thân cho người bệnh có chỉ định để điều trị bệnh thoái hóa khớp, viêm gân, viêm điểm bám gân, tổn thương gân sau chấn thương. Huyết tương dầu tiểu cầu tự thân là chế phẩm tách ra từ máu của chính bệnh nhân, loại bỏ hồng cầu, bạch cầu và làm dầu tiểu cầu lên so với bình thường trong máu ngoại vi và tiêm trở lại vị trí tổn thương cho bệnh nhân. Đây là phương pháp điều trị bệnh xương khớp an toàn, hiệu quả, giúp phục hồi các mô tổn thương một cách tự nhiên, sinh lý nhất, giúp giảm đau và tăng sản xuất dịch nhờn khớp. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và làm chủ được nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu thuộc các chuyên ngành, đặc biệt là trong chuyên ngành tim mạch, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải chi phí, tiết kiệm thời gian cho người bệnh. Phát hiện bị thông liên nhĩ qua siêu âm tim, chị Trần Thị Thu Hường được chỉ định làm siêu âm tim qua thực quản. Kỹ thuật siêu âm chuyên sâu này sẽ giúp bác sĩ đánh giá tình trạng, mức độ của bệnh để đưa ra phương pháp điều trị bằng bít dù hoặc phẫu thuật tim hở. Em thấy rất là tốt ạ. Nói chung là các bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình. Em cũng rất là cảm ơn bác sĩ, nghĩa là giúp đỡ em. Nên là em thấy yên tâm điều trị hơn. Siêu âm tim qua thực quản là kỹ thuật mới được Trung tâm Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận từ Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh sử dụng sóng siêu âm để tạo ra hình ảnh của tim, cho phép bác sĩ hình dung, phân tích và đo lường các cấu trúc của tim, từ đó đưa ra phương án điều trị hiệu quả nhất. Dân chúng của chúng ta có nhiều người có bệnh lý van tim, có nhiều người có bệnh lý tim bẩm sinh thì chúng ta cần phải tầm soát, chẩn đoán xem là bệnh nhân có nên được can thiệp, có phẫu thuật điều trị hay là các cái can thiệp qua đường ống thông, và việc chuyển giao các kỹ thuật như kỹ thuật siêu âm tim qua thực quản từ trung ương về bệnh viện tỉnh Lào Cai là rất quan trọng, cải thiện tiên lượng điều trị, giảm được chi phí điều trị. Từ năm 2020, Trung tâm Tim Mạch đã tiếp nhận thành công kỹ thuật laser nội mạch. Cho đến nay, hàng trăm ca bệnh bị suy tĩnh mạch chi dưới có biến chứng phù nề, nhức mỏi, trượt rút đã được can thiệp điều trị bằng phương pháp này. Tiến tới là chúng tôi sẽ có thể là áp dụng cái điều trị rối loạn nhịp, ví dụ như rung nhĩ thì chúng tôi có thể qua cái thăm dò chuẩn đoán siêu âm qua thành ngực và siêu âm qua thực quản. Chúng tôi sẽ áp dụng trước tiên là sốc điện chuyển nhịp cho người bệnh. Tiến tới thì có những cái trang thiết bị tiếp theo, chúng tôi sẽ theo những sự tiến triển cũng như nhân lực thì chúng tôi sẽ dần dần chúng ta sẽ đưa những cái kỹ thuật đến gần với người bệnh hơn. Thời gian qua, trung tâm cũng đã tiếp nhận và làm chủ được nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu như đặt máy tạo nhịp tim, sốc điện chuyển nhịp, điện tâm đồ gắng sức, giúp chẩn đoán sớm, cấp cứu điều trị kịp thời các bệnh lý về tim mạch, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đến đây, chuyên mục Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi gửi gắm niềm tin của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.